Xin chào các bạn, mình là Thanh và hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái tutorial Excel để làm được cái chức năng như sau. Đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là chúng ta có một số ví dụ như sau. À, ví dụ thứ nhất là với filter, ví dụ thứ hai cũng là với filter và ví dụ thứ ba chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng tìm kiếm với cả VBA. Thì à, cái kết quả mà sau cái video này các bạn đạt được nó sẽ trông như sau, giả sử như là chúng ta sẽ có một cái bảng dữ liệu. À, như các bạn nhìn thấy là có bốn cột như thế này và chúng ta sẽ muốn lọc cái bảng dữ liệu này khi mà chúng ta gõ vào cái ô type to filter ở đây thì uh, ví dụ như sau chúng ta sẽ gõ bất kỳ một cái địa chỉ email nào mà chúng ta có thể nghĩ ra được uh, ví dụ như là artist như thế này chẳng hạn thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ở cái vùng uh, dữ liệu phía bên tay phải của chúng ta ở đây thì uh, chúng ta nhận được cái kết quả mà trong cái email đó thì có chứa cái từ artist ở đây uh, thì các bạn có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta filter như thế này ấy, thì chúng ta, nếu mà các bạn nào đã biết thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng VBA với cả cái gọi là textbox. Nhưng ở trong trường hợp này thì năm nay đã là năm 2020 rồi. Thế nên là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng đến cái textbox đó nữa và tất nhiên thì mình sẽ nhắc lại cái cách sử dụng textbox như vậy cho các bạn và trong cái ví dụ thứ nhất này thì các bạn có thể để ý thấy được rằng là cái đoạn text mà chúng ta filter ở đây thì nó nằm ở phía trong cái email thế nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn là cái đoạn text mà chúng ta viết ở trong cái filter này nó nằm ở phía đầu của cái email này thì sao thì chúng ta có thể đến với các cái ví dụ thứ hai là with filter ở đây thì chúng ta có thể làm như sau ví dụ như scoles chẳng hạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chỉ khi nào mà chúng ta gõ cái chữ mà bắt đầu bằng sco ở đây thì kết quả nó mới hiện ra. Và trong trường hợp không có kết quả nào thì cái bảng dữ liệu ở đây của chúng ta sẽ đưa về cho cái giá trị là not found. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm lại cái ví dụ thứ nhất này. Thì để làm lại cái ví dụ thứ nhất này thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ xóa cái phần dữ liệu ở đây đi trước đã. Sau khi xóa như vậy thì mình sẽ khôi phục lại một số những cái thiết lập ở đây, giả sử như là chúng ta sẽ phải bấm vào thẻ developer và chúng ta sẽ phải xóa cái text ở đây đi bằng cách là bấm vào design mode thì xong rồi là xóa cái text box đó đi. Bây giờ thì quay trở lại ban đầu thì chúng ta sẽ có một cái file trống rỗng như thế này. Chúng ta sẽ copy tiêu đề từ A8 cho tới D8 vào vùng F8 như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái ô F1 và các bạn có thể chuẩn bị cái ô F1 này nó dài ra một chút như thế này. Ví dụ như là chúng ta chọn từ F1 cho tới E2 và chúng ta sẽ bấm vào thẻ Home, sau đó chọn là Merge and Center. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái ô để mà chúng ta có thể gõ chữ vào sau đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ phải vào thẻ developer và trước khi mà mình nói đến cái thẻ developer này thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước khi mà chúng ta đi thêm bất cứ thứ gì ở trong cái thẻ developer này thì chúng ta sẽ học cách làm thế nào để mở được cái thẻ developer này ra. Thì nếu mà các bạn đang ở trên thẻ home bình thường ấy thì các bạn sẽ để chuột vào giữa của hai cái nhóm lệnh nào đó, ví dụ như là giữa sales và editing chẳng hạn. À, vào chính xác cái đường đường kẻ ở đây và chúng ta sẽ bấm chuột phải. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái vùng là customize the ribbon. Và ở trong cái hộp thoại Excel options ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ phải chọn ở đây là main tabs. Main tabs ở đây. Và ở trong cái danh sách những cái thẻ ở đây thì chúng ta sẽ phải bấm chọn vào thẻ Developer và bấm nút OK Như vậy là bạn sẽ có thẻ Developer ở đây Thì uh, sau khi có thẻ Developer ở chỗ đó rồi thì chúng ta có thể bấm vào Insert Sau đó ở cái phần ActiveX Control thì chúng ta sẽ phải tìm ở chỗ này một cái biểu tượng là ABC Có nghĩa là Text Box Nhấn vào Text Box như thế này thì con chuột của các bạn sẽ trở thành hình uh, dấu cộng rất là mảnh như thế này. Thì chúng ta có thể kéo và vẽ ra một cái Text Box. Và các bạn có thể để ý ở đây, cái Text Box này thì uh, sau khi mà chúng ta uh, vẽ ra nó ấy, thì chúng ta có thể bấm chuột phải vào nó và chúng ta sẽ chọn nút là Properties ở đây. Sau khi chọn nút Properties ở đây thì có một cái hộp thoại nhỏ nhỏ nó hiện lên thì các bạn sẽ phải tìm ở trong cái hộp thoại Properties này một cái thuộc tính nó gọi là Linked Cell và ở đây thì chúng ta sẽ bấm phím uh, bấm cái ô F1 vào. Cái ô F1 ở đây chính là cái ô mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn để mà chúng ta có thể gõ chữ vào. Sau khi mà đã link cell như vậy rồi, đã kết nối cái text box này với ô F1 rồi, thì chúng ta sẽ bỏ chọn ở Design Mode trong thẻ developer. Và như vậy bây giờ thì chúng ta có thể thử ví dụ như là test chẳng hạn thì các bạn có thể nhìn thấy là khi mà các bạn gõ chữ vào đây thì cái nội dung của cái ô F1 này nó cũng thay đổi theo và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lập một cái công thức để mà dựa vào giá trị ở trong ô F1 mà chúng ta sẽ trả về những cái giá trị hay là những cái dòng dữ liệu mà nó matching hay là nó phù hợp Bây giờ với công thức này thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn lưu ý là với công thức này thì chúng ta sẽ phải có phiên bản Excel 365. Vào thời điểm năm 2020 này các bạn sẽ phải có Excel 365 để mà sử dụng công thức filter này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết filter và ở trong cái tham số đầu tiên là array thì chúng ta sẽ chọn từ A9 cho tới dòng cuối cùng bằng cách là bấm control shift và bấm nút xuống như thế này thì chúng ta sẽ chọn được cái vùng là A9 tới D1008 bấm dấu phẩy một cái thì cái phần include ở đây thì chúng ta sẽ include cái gì? Thì các bạn có thể trả lời là chúng ta sẽ include cái giá trị ở trong F1 chẳng hạn. Giá trị ở trong F1. Thì cái việc mà gõ include này thì chúng ta sẽ phải kết hợp với cả hàm search ở đây. Thì chúng ta sẽ search giá trị ở trong F1 và ở trong cột nào? Chúng ta sẽ lựa chọn ở trên cột D, tức là cột chứa email ở đây. Có nghĩa là sẽ là D9 cho tới D1008. À, chúng ta sẽ đóng ngoặc lại Và khi mà không có dữ liệu cho cái filter này Không có dữ liệu cho cái chức năng lọc này Thì chúng ta sẽ trả về giá trị là not found Bấm enter ở đây Thì các bạn có thể nhìn thấy là một cái mặc định Khi mà chúng ta có một cái ô F1 rỗng Thì uh, giá trị của chúng ta ở đây Là toàn bộ kết quả của bảng uh, dữ liệu nguồn Bây giờ giả sử như là chúng ta sẽ gõ một vài số ở đây Thì các bạn nhìn thấy ở đây là có lỗi value như vậy chúng ta không muốn có lỗi value thế nên là ở cái hàm search ở đây thì chúng ta sẽ phải cho thêm is number. Chúng ta sẽ bao ra ngoài cái hàm search đó. Bấm enter thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái ví dụ của chúng ta cái ví dụ with filter một này thực sự là nó đã hoàn thành rồi bởi vì các bạn nhìn thấy là ở trong hai cái kết quả đạt được ở đây thì nó đều có chữ abc và cái lý do chúng ta sẽ phải kết nối một cái text box vào một cái ô ở trên excel đó là vì sao bởi vì thực ra là các bạn có thể gõ trực tiếp vào ô này ví dụ như esco chẳng hạn các bạn thì có thể nhìn thấy được là khi mà các bạn gõ esco ấy thì cái danh sách này nó không được filter chỉ khi các bạn bấm enter thì cái danh sách này nó mới được filter và đây là cái điều mà chúng ta không muốn thế nên là bằng cái việc mà chúng ta kết nối một cái text box vào trong cái OF1 này thì các bạn đã nhìn thấy được rằng là cái kết quả của chúng ta nó đã được filter ngay tại chỗ ví dụ như Craig chẳng hạn đấy thì các bạn nhìn thấy được rằng là với 1.000 dòng dữ liệu thì mình nghĩ là với tốc độ này thì nó chấp nhận được bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi đến cái ví dụ thứ hai là width filter 2 thì ở đây các bạn có thể để ý thấy rằng là với con số hay chữ mà chúng ta filter ở trong này thì các bạn nhìn thấy được rằng là chỉ cần cái chữ mà chúng ta gõ ở đây nó có mặt ở trong cái email này là những dòng đó được được trở lại. Bây giờ ở trong cái filter thứ hai này thì không phải như vậy nữa mà chúng ta sẽ tìm kiếm từ đầu cái email này bắt đầu bằng SQL chẳng hạn. Thì chỉ đúng theo cái trình tự đó Kết quả nó mới được trả về Thì làm thế nào để làm được điều đó Thì chúng ta sẽ Cái setup ban đầu ấy Ví dụ như là textbox này Rồi cái ô F1 này Nó vẫn y hệt như cái ví dụ trước Bây giờ thì công thức nó sẽ khác như thế nào Thì công thức của chúng ta sẽ ở đây Sẽ như sau Bây giờ thì mình lại xóa cái phần công thức ở đây đi Để chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành công thức này Thì đầu tư vẫn là công thức filter ở đây Mà thực ra là nếu mà các bạn lười gõ ấy Thì chúng ta có thể quay trở lại cái ví dụ 1 Và chúng ta sẽ copy nguyên si cái công thức này lại chúng ta sẽ bấm vào ô F9 sau đó là chúng ta sẽ copy nguyên c công thức này vào và trở lại với cả filter 2 chúng ta sẽ bấm trở lại vào ô F9 và chúng ta dán công thức đó vào và trong công thức này thì chúng ta sẽ sửa lại như sau không phải là is number và search nữa mà chúng ta sẽ sử dụng một cái công thức đó chính là left chúng ta sẽ xem left ở đâu left của cái cột email có nghĩa là từ D9 cho tới D1008 và chúng ta sẽ lấy theo bao nhiêu ký tự chúng ta sẽ lấy theo số ký tự của cái ô F1 có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng hàm len ở đây đó sau khi mà chúng ta đã lấy ký tự đó ra rồi thì chúng ta sẽ so sánh với cả chính F1 có nghĩa là chúng ta sẽ so sánh phần bên trái của những cái ô dữ liệu trong cột email với cả OF1 xem nó có trùng nhau không. Nếu mà có trùng nhau thì hàm filter nó sẽ giúp chúng ta trả về những cái dữ liệu đó. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn OK. Và đầu tiên chúng ta sẽ thử xem sao. Ví dụ như là cái anh Escoles ở đây thì viết bằng ES chẳng hạn. Thì như vậy các bạn có thể nhìn thấy ở đây là tất cả những email mà bắt đầu bằng ES thì nó sẽ được liệt kê ra ở đây. Thì đây là cái ví dụ thứ hai của chúng ta ứng dụng hàm filter có ở trong Excel 365. Tiếp theo là đến khi mà các bạn không sử dụng Excel 365 ấy thì các bạn có thể xử lý cái vấn đề này như thế nào? Thì chúng ta có thể xử lý vấn đề này bằng cách sử dụng VBA và cách làm nó sẽ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẫn tạo ra một cái textbox như thế này. Chúng ta vẫn kết nối cái textbox đó với OF1 và chúng ta sẽ kiểm tra lại cái sự kết nối này bằng cách là bấm chuột phải vào ô textbox. Và ở trong thẻ properties ở đây thì chúng ta sẽ xem xem cái link cell là nó có phải ở OF1 hay không. Thì đúng nó đang ở, ở OF1 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục như sau là trong cái bảng dữ liệu của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ phải chọn toàn bộ bảng dữ liệu như thế này bằng cách là để chuột vào bất kỳ ô nào ở trong bảng dữ liệu và bấm Ctrl A. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng phím tắt là Ctrl T để mở cái hộp thoại là Create Table ra. Và bởi vì là bảng của mình thì có headers, có nghĩa là tiêu đề, thế nên chúng ta sẽ phải đánh dấu chọn vào My Table Has Headers và bấm OK. Như vậy thì chúng ta đã biến cái bảng của chúng ta thành một cái à, cái dạng bảng rồi có nghĩa là biến cái range bình thường thành một cái table và khi mà biến thành table như vậy rồi thì cái bảng của chúng ta nó sẽ có một cái tên thế nên là ở trong cái thẻ table design thì chúng ta sẽ phải đặt tên của cái table này lại ví dụ như là chúng ta sẽ đặt tên cái table này của chúng ta là database chẳng hạn và bấm enter và các bạn sẽ nhớ cái tên database này để mà chúng ta có thể sử dụng ở trong cái ví dụ của chúng ta và các bạn lưu ý là giả sử chúng ta muốn filter theo cái cột email ở đây và trong bảng của chúng ta thì cột email này là cột thứ tư chúng ta sẽ có id này first name này last name này và email Bây giờ thì chúng ta nhớ đây là cột thứ tư để mà chúng ta còn viết điều kiện ở trong cái đoạn VBA của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm trở lại vào thẻ Developer và Design Mode. Nếu mà các bạn chưa bấm thì các bạn bấm vào Design Mode như thế này. Sau khi bấm vào Design Mode thì chúng ta sẽ dùng chuột để nháy đúp vào cái Text Box ở đây. Và cửa sổ soạn học VBA hiện lên. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái đoạn code như sau. Chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là chúng ta có cái bảng tính là with filter 2. Không phải mà chúng ta sẽ sử dụng cái bảng tính của chúng ta là with VBA và cái code name của chúng ta là sheet 2. Nếu mà các bạn nào mà học VBA ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy được rằng là sheet 2 này là cái code name của chúng ta thế nên chúng ta sẽ bấm sheet 2 này chấm list objects. Uh, list objects ở đây chúng ta sẽ mở ngoặc đơn ra, mở ngoặc kép và tên bảng của chúng ta vừa đặt là database, thế nên chúng ta sẽ gõ chính xác database vào đây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là auto filter. Sau khi mà bấm vào auto filter như vậy, ấy, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Sau khi bấm auto filter như vậy, thì chúng ta sẽ có cái điều kiện filter chỗ này, thì chúng ta sẽ phải viết uh, vào là fill 2 chấm bằng bốn phẩy và cái điều kiện của chúng ta ở đây là sẽ là cri criteria 1. Các bạn lưu ý ở đây là chữ criteria và số 1 của chúng ta sẽ hai chấm bằng và bây giờ thì chúng ta sẽ cho điều kiện của chúng ta vào đây. Ví dụ điều kiện của chúng ta trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải gõ như sau. Dấu sao này, điền với cả sheet 2, chấm range, mở ngoặc ra. F1, value và chúng ta sẽ lại nối tiếp với cả một dấu sao nữa ok như vậy thì tạm thời là chúng ta sẽ sẽ thử như vậy đã xem sao chúng ta sẽ bỏ đi design mode đi này sau đó chúng ta sẽ gõ vào escrow. ở chỗ này thì invalid use of properties vấn đề gì ở đây thì chúng ta sẽ đi xem lại để mà xem lại cái vấn đề này thì chúng ta rất là đơn giản thôi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng record macro ở đây bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào thẻ developer này chúng ta sẽ bấm stop cái macro này lại đã sau đó là chúng ta sẽ bấm ra ngoài của cái vùng thẻ này và chúng ta sẽ bấm vào record macro và chúng ta sẽ để mặc định cái tên macro là macro một cái cách này là cái cách mà các bạn sẽ sử dụng khi mà các bạn quên mất cái đoạn code mà chúng ta viết như thế nào ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút lọc ở trong email và chúng ta sẽ thử gõ vào là aa sau đó chúng ta sẽ bấm ok Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm Stop Recording và chúng ta bấm vào nút Visual Basic ở đây để chúng ta sẽ uh, bấm vào Module ở đây Nếu mà các bạn không có cái Project hay là VBA Project này thì các bạn có thể bấm vào thẻ View này Sau đó là chúng ta sẽ bấm vào Project Explorer ở đây và chúng ta sẽ thử xem trong Module 1 thì nó có cái gì Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta thiếu chấm Range và Auto Filter ở đây thì uh, chúng ta sẽ quay trở lại với cả sheet 2 của chúng ta ở đây và chúng ta sẽ thay ở chỗ này là .range.autofilter. Và mình hy vọng là cái điều kiện này nó đã đầy đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử lại, chúng ta sẽ bấm nút chọn ở đây và clear cái filter ở trong cột email đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gõ vào là s -codes. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là cái chức năng lọc của chúng ta ở trong cái bảng này sử dụng VBA nó đã hoàn thành rồi và có một cái nữa có một cái chú ý nữa mà chúng ta có thể làm cho cái đoạn code này của chúng ta nó chạy nhanh hơn một chút đó chính là chúng ta sẽ trở lại cái sắp gọi là textbox một change chúng ta sẽ gõ vào là application chấm screen updating bằng false và ở trước cái end sub này thì chúng ta sẽ cho vào lại application chấm screen updating bằng true có nghĩa là trong cái quá trình mà VBA nó lọc dữ liệu của chúng ta ấy, Thì chúng ta uh, Sẽ bỏ qua cái Update màn hình, có nghĩa là màn hình nó sẽ không bị giật Bây giờ chúng ta sẽ thử lại này QOL Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là Đây là cái cách Mà chúng ta có thể làm việc Với cả cái bảng này Sử dụng VBA Nhưng mà mình nghĩ là ở Trong trường hợp này các bạn cũng có thể thấy rõ ràng được rằng là Khi mà chúng ta sử dụng uh, cái tính năng lọc Mà sử dụng cái hàm filter và những cái chức năng có được ở trong Excel 365 thì nó sẽ ưu việt hơn với VBA và nó sẽ nhanh hơn trong VBA khá là nhiều. Thì mình hy vọng là qua cái bài học này thì các bạn có thể học được thêm một cái kiến thức nữa. Và bây giờ thì mình muốn nói với các bạn là khi mà các bạn sử dụng cái tính năng VBA ấy, thì chúng ta sẽ phải lưu lại cái file Excel của chúng ta một cách đặc biệt chứ không phải là chúng ta cứ lưu một cách bình thường là được. Thế nên là để mà lưu cái file Excel này mà chúng ta không bị mất cái đoạn code VBA mà chúng ta đã viết ra ở đây ấy, thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Các bạn sẽ bấm phím F12 ở trên bàn phím và ở trong cái hộp thoại Save As ở đây thì trong cái phần Save As Type thì chúng ta sẽ phải chọn là Excel Macro Enable Workbook. Sau đó thì chúng ta có thể đặt tên cho cái file Excel của chúng ta, sau đó bấm nút Save như thế này. Thì lần sau khi mà các bạn mở cái file này ra ấy, thì cái đoạn code của chúng ta vẫn còn nguyên. Nếu mà các bạn không lưu như vậy thì cái đoạn code của chúng ta nó sẽ bị mất đi và như vậy thì mình hy vọng là qua cái video này thì chúng ta sẽ học được thêm một cái kỹ năng nữa với cái hàm filter ở trong Excel 365 và chúng ta cũng ôn lại kiến thức cũ bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện lại cái ví dụ này bằng cách sử dụng VBA. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.